Những thành tựu của Trần Anh Rước, dấu ấn của chặng đường chinh phục đỉnh vinh quang. Được thành lập vào năm 2007, ghi dấu ấn với dự án khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, khu dân cư Bảo Ngọc Riverside. Từ đây, Trần Anh Rước chính thức bước vào đường đua, trở thành tập đoàn bất động sản hùng mạnh tại khu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Trong hành trình phát triển của mình, Trần Anh Rước liên tiếp tạo được tiếng vang trên thị trường với hàng loạt dự án đắt giá. Trong đó tập trung lớn ở tỉnh Long An và hiện nay đang mở rộng ra các khu vực khác như Bình Dương. Dù Trần Anh Rước được hình thành trong khoảng thời gian thị trường bất động sản có nhiều khó khăn, nhưng tập đoàn đã lội ngược dòng từ thành công lớn của dự án đầu tay và nhanh chóng cho ra mắt thị trường dự án tiếp theo mang tên Bella Vista với quy mô 75 ha. Chỉ trong thời gian ngắn, Bella Vista tiếp tục nâng vị thế Trần Anh Rước lên tầm cao mới khi trở thành dự án bán chạy nhất khu vực. Trước tiềm lực tài chính cũng như kinh nghiệm của mình, Trần Anh Rước thiết lập chiến lược kinh doanh mới, nâng phân khúc đầu tư lên nhà phố, thay thế cho các sản phẩm đất nền. Đơn cử là dự án Bella Villa với quy mô 422 căn nhà phố, biệt thự tọa lạc tại trung tâm huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện nay, nơi đây trở thành chốn an cư sầm uất nhất khu vực, nơi tận hưởng không gian sống khoáng đạt cho cư dân hiện đại. Dự án khu đô thị Trần Anh Riverside có thể nói là dự án tiếp nối chặng đường chinh phục đỉnh vinh quang của Trần Anh Rước. Lấy ý tưởng về một tuyệt tác thiên nhiên bên dòng sông vạt cỏ êm đềm, Trần Anh Riverside đang trở thành khu đô thị trù phú, mang lại sức sống tươi trẻ và năng động cho hàng trăm cư dân. Năm 2018, Trần Anh Rước cho ra mắt dự án Long Phú Villa nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây cũng là một trong những dự án biệt thự, nhà phố hấp dẫn của tập đoàn. Được ví như Phú Mỹ Hưng thứ hai của khu vực phía Nam, khu đô thị Phúc An City trở thành cực phẩm của tập đoàn. Của sơ khai, khu vực dự án chỉ là những cánh đồng bưng và bãi đầm lầy hoang vu. Nhưng đến nay, trên quy mô hơn 100 hectare, Phúc An City được phát triển với 5 giai đoạn. Hiện nay, dự án đã đi vào hoạt động giai đoạn 1, 2 và đang xây dựng giai đoạn 3 với nhiều loại hình sản phẩm như nhà phố, biệt thự và đặc biệt phải kể đến chung cư giá rẻ đầu tiên của tỉnh được Trần Anh Rước đặt ngay trong dự án. Có thể nói, tập đoàn đang từng bước tiến tới đưa Phúc An City trở thành khu đô thị đáng sống nhất của khu vực. Tiếp tục chọn Long An là tâm điểm phát triển. Vào tháng 4 năm 2019, Trần Anh Rước cho ra mắt dự án khu đô thị Solar City tại Bến Lức với quy mô 225 căn nhà phố, được thiết kế một trệt hai lầu theo phong cách tân cổ điển sang trọng hiện đại. Kể từ khi ra mắt cho đến nay, dự án đã hoàn thiện, đạt tiến độ xây dựng nhanh chóng. Solar City tạo dấu ấn mạnh với hệ thống sử dụng 100% năng lượng mặt trời cho mọi sinh hoạt của khu đô thị. Điều này mang lại cuộc sống thân thiện với môi trường, giúp tiết kiệm cho mỗi gia đình. Đây cũng là điều mà Trần Anh Rước hướng đến nhằm xây dựng chốn an cư tiện nghi và đảm bảo môi trường sống hoàn hảo. Ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, cũng trong năm 2019, Trần Anh Rước gây ấn tượng với dự án Phúc An Garden 1. Đây là dự án đầu tiên của Trần Anh Rước tại thị trường Bình Dương, chính thức tạo đòn bẩy cho chiến lược mở rộng quy mô của mình.
giai đoạn 1 dự án có quy mô 28 ha, gồm 1.600 sản phẩm, bao gồm đất nền và nhà phố. Bước qua năm 2020, tập đoàn đã triển khai mở rộng dự án với giai đoạn 2 với hơn 400 sản phẩm biệt thự, nhà phố. Dự án được phát triển với mức độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh nhằm đem đến chốn an cư chuẩn gu hiện đại. Tiếp nối thành công của các dự án nói trên, tháng 11 năm 2019, khu đô thị La Villa Green City, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Tân An, tỉnh Long An được xây dựng. Dù vào thời điểm cuối năm nhưng dự án đã tạo hấp lực lớn đối với nhà đầu tư. Mật độ xây dựng dự án gần như hoàn thiện với các dãy nhà phố và biệt thự thiết kế hiện đại sang trọng. Tiện ích nội khu của La Villa Green City đã xây dựng đồng bộ với quảng trường nhạc nước ấn tượng, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, sân chơi tennis, khu công viên ven sông sống động với điểm nhấn cây ánh sáng về đêm. Dự án có quy mô khoảng 800 căn biệt thự, nhà phố, được xây dựng giữa hai mặt tiền quốc lộ 1A và Hùng Vương nối dài, thuộc trục giao thông xương sống, kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cùng 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các huyện thị khác của địa phương, thuận lợi trong các hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Giá trị dự án còn được nâng cao khi nằm đối diện trung tâm hành chính mới của tỉnh là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị. Nằm trong lõi trung tâm thành phố Tân An là một thành phố trẻ đầy sức nội lực và khả năng bứt phá. Kết hợp những điểm nhấn của dự án, việc sở hữu La Villa Green City là khách hàng đang sở hữu khối tài sản có giá trị gia tăng theo thời gian, vừa là điểm dừng chân thích hợp cho những ai có xu hướng bỏ phố về vườn.